Chị bà cụ non xin chào ạ. Chị Thư sô cô la em xin chào chị nhá. Chúc chị buổi trưa vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả chị nhá. Inbox cho em để em báo bộ phận TLC của bên em nhé chị nhá. Lát nữa kết thúc cái livestream thì em sẽ báo các bạn gọi lại chị ạ. Chị Nhã Lê Phương Loan xin chào ạ. Chị Huyền Thư xin chào ạ. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của em thì chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, cho em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci rất là đẹp các chị nhá. Một chiếc áo Gucci của bên em thì có đủ size và đủ màu từ 40 tới 65kg chị ạ. Chị Linh Huệ xin chào ạ, chị Lan Nguyệt xin chào nhá, chị BB xin chào, chị Đắc Long xin chào ạ, chị Hồng Nhím xin chào, chị Nguyễn Nga xin chào rồi ạ, chị Nguyễn Hà xin chào ạ. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Chị Lê Minh xin chào rồi ạ. Chị Đinh Xuyến này, chị Lâm Trúc, chị T La Phạm xin chào, chị Xu Hào xin chào, chị Nga Trần xin chào ạ. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên để em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo này các chị nhá. Chị Bích Hạnh ơi 18k chị ạ, chị Lý Phan này 18k, chị Hồng Vi xin chào, chị Thanh Nguyễn xin chào ạ. Rồi các chị ơi, chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một sản phẩm chị nhá. Chị Hà Thanh Tâm ơi, bên vẫn đạo gọi điện chị ạ, tại vì đơn hàng nhiều quá thì bên vẫn đang gọi dần dần và chốt từ từ chị nhá. Đến chắc là có lẽ là chưa đến đơn hàng của mình ạ. Chị Nguyễn Mai xin chào ạ, chị Vân Vân xin chào, chị Sương Mai xin chào. Chúc tất cả các chị có một buổi trưa tràn đầy năng lượng và một ngày làm việc thật hiệu quả các chị nhá. Rồi ok, chị Yến Nhi lấy màu xanh đúng không ạ? Chị Hoàng Trương, chị Tường Vi xin chào. Các chị ơi, chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Chia sẻ với các hội nhóm cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo Gucci rất là đẹp luôn. Và áo Gucci của bên em hôm nay có rất nhiều màu này. Màu rêu, màu cam đất, màu đen này, màu vàng, màu da và màu đỏ đô rất là sang luôn nhá. Chị Nga Trần xin chào, chị Thảo Hà xin chào ạ. Chị Thùy Trang rồi ok, chị Hải Lý là có size chị từ 40 tới 68kg nhá chị nhá. Các chị ơi, chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo các chị nhá. 55kg mặc size L cho em ạ. Chị Ánh Nguyệt 18k lấy áo đang mặc, chị Bắc Long xin chào rồi. Chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới có thể bắt đầu xả toàn bộ áo bên em với giá bán 18k được các chị nhá. Chị BB này, set đang mặc này, chân váy của em có giá bán là 18.000 nhá. Nhưng mà khi nào đủ mốc 100 người xem đầu tiên, bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán 18k nhá. Áo hàng hiệu và là Gucci được chưa ạ? Chị Thùy Trang lấy đen đỏ xanh rêu để em một chút đúng không ạ? Các chị hãy chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu có thể xả toàn bộ áo Gucci của bên em với giá bán 18k chị nhá. Size của bên em là từ 68-70kg vẫn mặc ok chị Thu Trịnh nhá, từ 40 cho tới 70kg đúng không ạ? 40-70kg. Rồi các chị chia sẻ các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Để đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới có thể bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em là với giá bán 18k được nhá. 63kg chị Khánh Vân mặc size XL cho em nhá. Chị Hoa Lam Thị xin chào, chúc chị một ngày làm việc thật hiệu quả và một ngày tràn đầy năng lượng nhá. Chị Tuyến Sinh Tươi lấy set của chị rồi, nhanh chóng cho em chia sẻ các hội nhóm cho em đi ạ. Một mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của bên em nhá. Áo này của bên em là áo Gucci rất là sang luôn, áo Gucci 18k thôi. Khi nào đủ mốc 100 người xem nhá. Chị Tiêu Phương áo đang mặc bên em là 18k chị nhá. Chị Lương Trinh lấy hai màu đúng không ạ? Màu cam và màu vàng ok chị, rồi chia sẻ các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Các chị phải chia sẻ với các hội nhóm thì đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới có thể bắt đầu xả toàn bộ áo Gucci của anh em với giá bán 18k được nhá. Nhiều cái vậy chị, 18k khi đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả hàng với giá bán 18k đúng không ạ? Áo bên em có đủ size, đủ màu này. Hiện tại đang mặc trên người em là màu cam đất nhá, màu áo Gucci màu cam đất rất là sang luôn với giá bán 18k thôi ạ.
Còn đây là màu gel này, màu gel áo husi, màu gel áo husi màu đen này, màu vàng, màu da, màu đỏ đô rất là sang luôn. Màu đang mặc trên người của em hiện tại là màu cam đất nhá, màu cam đất thì vô cùng sang. Áo husi màu cam đất nhá, hơi bị đẹp luôn đấy ạ. Chị Trần gì đấy ạ? Chị Trần Dần Dần đúng không ạ? Áo này em có đủ size từ 40 cân cho tới 70 kg, em có đủ size của áo này đúng không ạ? Từ 40 tới 70 kg em có đủ size. Hiện tại đang mặc trên người của em là một màu cam đất này, đây là màu gel này. Đây là màu đen được chưa ạ? Màu gel, màu đen này, màu cam đất, đỏ đô, da, màu da và màu vàng này. Áo husi của bên em có giá bán là 18k, áp dụng cho những chị nào chia sẻ đúng không ạ? Rồi ok, chị Yến Nhi lấy cả màu gel nha, ok cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Rồi các chị ơi, hôm nay shop Giáng My Bear tiếp tục xả toàn bộ áo husi của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc áo husi đúng không ạ? 18k chính xác luôn, không phải là em đang phát trực tiếp nha chị nhá, phát trực tiếp luôn đấy ạ. Chị Võ Châu Thanh này không có nam chị ơi, áo này em chỉ xả sale là sale hàng nữ thôi ạ, 18k một chiếc áo husi ạ. Màu tím thì bên em không có chị nhá. Rồi lấy màu đang mặc, chị Thanh Hằng lấy màu đang mặc thì để lại cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Ok, chị Đặng Thùy Trang cảm ơn chị nhá. Chị Thắm Hà, rồi chị Thắm Hà, chị Thảo Hà muốn lấy thì comment cho em 18k kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em này. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo husi của bên em hôm nay có giá bán là 18k một chiếc áo husi màu gel này. Màu đang mặc trên người em là màu cam đất, đây là màu đen được chưa ạ? Có thêm cả màu vàng, màu da và màu đỏ đô, rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một chiếc áo husi nhân mặc trên người đấy ạ. Em thấy thực sự nó rất cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Áo màu gel thì vô cùng sang và vô cùng đẹp, áo husi rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi chị Sang Trương lấy một chiếc màu đen 18k cho em xin số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ cho em luôn. Em xin nhắc lại là với giá bán 18k của bên em hôm nay là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần tra cá nhân và 5 lần đến 10 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Tại vì bên em đã sale giá sốc là 18k rồi chị nhá. Nên chị nào muốn mua hàng này của bên em với giá bán 18k nhanh chóng comment 18k màu. Ví dụ như các chị muốn lấy màu gel đúng không ạ? Thì các chị chỉ có comment là 18k gel và kèm theo số điện thoại của mình thôi. Và sau đó là mình nhớ quay ra chia sẻ để không ẩn comment các chị nhá. Lấy màu vàng, chị Phan Ngọc Bích thấy comment của chị rồi, cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo husi của bên em hôm nay là có giá bán là 18k một chiếc áo husi này. Màu đang mặc trên người của em đây là màu cam đất nhá, màu cam đất rất là sang luôn nhá. Màu cam đất này, còn đây là màu gel, đây là màu đen, còn đây là màu vàng, màu da, màu đỏ đô, rất là sang luôn nhá. Và mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc áo husi đang mặc trên người em đi ạ. Em thấy thực sự nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Tại vì thời tiết bây giờ đang rất là nóng, từ 35 tới 40 độ C, thực sự là trời nó quá nóng luôn. Và các chị hãy sắm cho mình một cái chiếc áo đi, em thấy nó rất cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Mình có thể kết hợp với quần sóc này, quần sóc hoặc là quần jean này, hoặc bất kỳ, hoặc chân váy ôm, chân váy xòe thì đều là ok hết nhá. Và hiện tại bên em chân váy của em, chân váy kèm quần vậy với giá bán là 18k được chưa ạ? 55kg chị Hiếu Huỳnh mặc size L cho em nhá, cho em xin số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Em chỉ cho đơn hàng 18k cho những chị nào mà để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em. Và với giá bán của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần tra cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Đây là màu gel này, màu gel áo husi, màu gel rất là sang luôn. Còn đây là màu đen, đây là màu cam đất, đang mặc trên người em là một màu cam đất. Và với giá bán của bên em là 18k, chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Trần Dần Dần ơi, bây giờ em thấy comment của chị nhá, chị muốn mua thì để lại cho em số điện thoại đúng không ạ? Chị cho em xin số điện thoại nhá. Chị nào muốn mua xỉ áo này của bên em thì có thể inbox cho em để em báo giá xỉ đúng không ạ? Hiện tại áo này của bên em bán luôn cả giá xỉ của áo này luôn các chị nhá. Màu da 54kg mặc size L cho em chị nhá. Cho em xin số điện thoại luôn chị Trang Nguyên nhá. Em xin nhắc lại là 18k một chiếc áo husi. Áo này của bên em là áo husi chứ không phải là áo bình thường đâu ạ. Áo này của em áo husi nhá, 18k, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Phương Quỳnh ơi, áo bên em có giá bán là 18k chị nhá, chị để lại cho em 18k kèm màu đi ạ. Chị Phương Yến ơi, áo 18k nhá, em thấy comment của chị Phương Thanh rồi các chị ơi. Nhiều chị mà em không trả lời comment được thì nhiều khi cái comment bị ẩn thì em sẽ xin em không thể trả lời comment tại vì là nhiều khi comment bị ẩn nhá. Em cảm ơn chị nhá, chị Thu Hiền này, chị bao nhiêu một áo 18k chị nhá, cảm ơn chị. Chị nào muốn mua áo husi của em hôm nay với giá bán 18k nhanh chóng comment cho em đúng không ạ? 18k kèm màu gel này, kèm màu cam đất và kèm màu đen cho em, hoặc kèm màu da đỏ đô vàng. Với size của chiếc áo bên em là từ 40 cân cho tới 70 kg. Từ 40 tới 70 kg em có đủ size của chiếc áo husi.
Hiện tại em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và hiện tại trên cả người, trên người em đang mặc là toàn size S hết nhá. Toàn là size S hết luôn. Còn chị nào mà thích mua chân váy của em thì có thể comment cho em chân váy này, chân váy kèm quần bên trong. Chân váy của em chân váy kèm quần chứ không phải chân váy thường các chị nhá. Các nhìn chân váy này, chân váy của em là chân váy kèm quần luôn đây này. Kèm quần luôn và không hề hở một tí nào luôn. Chất liệu của nó là chất liệu Umi nhá, Umi và có đủ size được chưa ạ? Chị nào muốn không cần comment các chị hãy nhớ chia sẻ và để không cần comment và được chốt đơn hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng được không ạ? Chị Ngọc Anh ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Thu Huyền 62kg, chị mặc size XL cho em chị nhá. Em cảm ơn chị Ngọc Hoàn này thấy comment, đã thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Phạm gì đấy ạ? Chị Phạm Sinh L 18k màu cam cho em xin số điện thoại nhá. Các chị ơi, em chỉ chốt đơn hàng 18k cho những chị nào mà để lại cho em theo đúng cú pháp là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân đúng không ạ? Và 5 lần chứng hội trợ nhóm cho em nhé. Đây là màu gel, đây là màu cam đất, còn đây là màu đen này. Áo Gucci thực sự là rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Ship Bình Tân là 30.000 đi các tỉnh được chưa ạ? Ship ở ngoài Hà Nội là chỉ có 20.000 thôi nhưng đi các tỉnh là 30.000 đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua thì nhanh chóng chốt luôn cho em đúng không ạ? 18k màu và số điện thoại cho em nhá. Chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chứng hội trợ nhóm cho em thôi ạ. À, chân váy của em bao nhiêu tiền? Chân váy của em là 18k áp dụng chia sẻ chị nhá. 18k áp dụng chia sẻ. Size to nhất của bên em là size 2XL, tức là bên em chỉ có size từ 40 cân cho tới 70kg thôi nhá. Chị nào muốn lấy xỉ áo này có thể comment cho em lấy xỉ và inbox cho em để em báo giá xỉ đúng không ạ? Áo này bên em vẫn bán giá xỉ luôn các chị nhá, vẫn bán giá xỉ đấy ạ. 58kg chị Thùy Giang mặc size L cho em cho xinh chị nhá. Chị có trắng chị nhá, có màu trắng ạ. Chị Hoa HC có hỏi là có màu trắng không thì em hiện tại em có màu trắng nhá. Rồi chị Thúy Quỳnh Anh rồi, nhanh chóng comment cho em 18k màu mình thích và kèm theo số điện thoại. Màu đang mặc của em trên người em là hiện tại là màu cam đất này. Chị nào muốn mua cả set của em thì comment cho em cả set vào số điện thoại. Còn chị nào thích mua áo này về bán thì các chị có thể inbox cho em bên em để em báo giá xỉ cho chị đúng không ạ? À, chị Hoa Phùng thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào mà muốn mua áo này thì nhanh chóng chốt đơn cho em với giá bán 18k một sản phẩm đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi nhá, chị Kim Tuyến này, chị Phượng Nguyễn cảm ơn chị rồi. Còn chị nào muốn mua thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị nào ở đây muốn sở hữu cái áo Gucci của bên em, áo hàng hiệu của bên em, áo Gucci của bên em 18k thì nhanh chóng chốt luôn cho em 18k màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. À, chị Phạm Ngọc Phương Thảo bây giờ mới vào đúng không ạ? Áo bên em là 18k, à, chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chứng hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Phạm Phan Minh Xuân 50kg mặc size M cho em chị nhá. Chị cho em xin chị cho em xin số điện thoại 18k màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Linh Linh ok, chị Lý Trinh 54kg mặc size M cho em là chị Như Hà đúng không ạ? 48kg chị mặc size size M cho em cho đẹp nhá, to hơn cái size của em một tí thôi, to hơn size một tí. Còn chị nào muốn mua xỉ áo này của bên em thì có thể inbox cho em bên em để em báo giá xỉ của chiếc áo này nhá. Bên em bán xỉ cái áo này luôn được chưa ạ? Chị Thanh Xuân có những màu gì? Hiện tại bên em có màu màu gel này, màu gel màu cam đất, màu gel cam đất này, đỏ đô, đen trắng này, vàng màu da được chưa ạ? Chị Lý Trinh thấy comment của chị rồi nhá. Em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chứng hội trợ nhóm thôi ạ. Một set của bên em là em bán cả set luôn chị nhá. Áo 18.000 và chân váy của bên em vẫn 18.000. Chân váy của em là chân váy kèm quần đây. Quần của em đây, quần có size luôn. Chân váy kèm quần và có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg. Riêng cái chân váy của bên em thì là có size từ 40 tới 85kg các chị nhá. Còn riêng áo chân váy của bên em là từ 40 tới 85kg. Còn riêng áo của bên em chỉ có size từ 40 cho tới 75kg thôi các chị nhá. Chị Quỳnh Mai cảm ơn chị Quỳnh Mai có muốn mua áo này thì nhanh chóng chốt luôn cho em là 18k màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chị Linh Chi này, chị Kim Trúc màu da màu đỏ đô xe rồi, em ở ngoài Hà Nội nhá chị Nho Thắm nhá. Chị Sơn Thành lấy màu cam đất cho em xin số điện thoại nhá. Các chị mà comment có mua cam đất không mà không để số điện thoại thì em sẽ không thể lên đơn hàng cho chị đâu ạ. Nên chị nào muốn săn hàng giá rẻ 18k của bên em thì nhanh chóng săn luôn cho em với giá bán 18k cho em nhá. Chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chơi hội trợ nhóm cho em ạ. Chị Nguyễn Hoành cảm ơn chị nhá. Rồi còn chị nào muốn mua chốt luôn cho em với giá bán 18k nhanh chóng đúng không ạ? Chị nào hôm nay muốn săn hàng giá rẻ của bên em thì hãy vào tham gia cái livestream này của bên em đúng không ạ? Comment và nhớ chia sẻ để mình hưởng mua cái áo bên em với giá 18k giá ưu đãi nhá. Chị Anna Nguyễn ơi, sao hỏi mà không trả lời chị vậy đúng không ạ? Vì comment nhiều quá thì nó sẽ bị ẩn, mà khi bị ẩn thì em sẽ không thể nhìn thấy comment của chị đâu chị nhá.
Chị nào muốn săn hàng giá rẻ của bên em hôm nay thì có thể comment cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhanh chóng được không ạ? Áo của bên em là 18k, chân váy 18k chị nhá. Em thấy comment của chị Hạnh Thúy rồi đấy ạ. Có size nhá chị Nga Thắm nhá. Size của bên em là từ 40 cân cho tới 40 cho tới 70 kg. Chị Thúy Phạm rồi, em thấy chị Phương Ngô rồi nhá. Chị nào muốn săn hàng giá rẻ của bên em thì nhanh chóng tham gia cái livestream này của bên em đúng không ạ? Và mua hàng bên em với giá bán là 18k nhá. Chị Thành Trang muốn săn cái áo này của bên em 18k thì nhanh chóng comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Ngụy Quỳnh Như chia sẻ rồi, cảm ơn chị nhá, thấy comment của chị Thanh Thúy rồi đấy ạ. Rồi nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? 18k kèm màu kèm số điện thoại. Bên em chỉ chốt đơn hàng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 5 lần trang cá nhân vào 10 hội nhóm thôi được không ạ? Chị nào muốn mua cái áo này giá xỉ của bên em thì có thể inbox cho em để em báo giá xỉ đúng không ạ? Áo này bên em có bán xỉ các chị nhá. Áo Gucci của bên em là có bán xỉ. Và áo của bên em có rất nhiều màu luôn này, có đủ 6 màu này. Màu đang mặc trên người của em đây là màu cam đất, đây là màu rêu, đây là màu đen này, màu da, màu vàng và màu đỏ đô đúng không ạ? Nên chị nào muốn săn hàng giá rẻ của em thì hãy ở lại cái livestream này của em nhá. Biết đâu hôm nay mình là người may mắn là mình là người may mắn mua được áo của bên em với giá bán 18k và chân váy một set của em là 36.000 đúng không ạ? Rồi nên chị nào muốn mua thì ở lại livestream với em và cùng tham gia cái livestream này nhá. Biết đâu hôm nay mình là người may mắn đúng không ạ? Em sẽ chuẩn bị quay số bây giờ ngay đúng không ạ? Em sẽ chuẩn bị quay số bây giờ ngay. Chị nào mà có đuôi số điện thoại trùng với những cái số em quay sau đây thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán 18k được chưa ạ? Ok, cảm ơn chị Linh Cẩm Chi nha. Em chúc chị có một buổi trưa thật vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? 18k chị Nghĩa Lê nhá. Rồi nhanh chóng cho em luôn đúng không ạ? Nhìn chị có nét giống Võ Tổng thế. Chị nào muốn săn hàng giá rẻ của bên em thì hãy ở lại cái livestream này của em nhá. 18k một chiếc áo Gucci của bên em đây và 18k một chiếc một cái chân váy của em nhá. Chân váy của em là chân váy 2 tầng này. Chân váy 2 tầng và có quần quần luôn được chưa ạ? Chị nào muốn săn hàng giá rẻ của em áo Gucci 18k của em thì ở lại cái livestream này tham gia nhá. Biết đâu mình sẽ là người may mắn được không ạ? Trong trường hợp mà các chị trúng số của anh em đúng không ạ? Hôm nay mà trong trường hợp các chị trúng số của anh em mà bên em có phần mềm chưa chia sẻ mà các chị chưa chia sẻ thì bên em sẽ hủy quyết cả và không thể chốt giá 18k cho chị đúng không ạ? Tại vì bên em có phần mềm chưa chia sẻ nhá. Chị nào mà không chia sẻ thì bên em sẽ không thể chốt đơn hàng với giá 18k được đâu nhá. 65kg chị Quỳnh Nguyễn mặc cho em size XL nhá chị nhá. Em thấy comment của chị Dung Bi rồi đấy ạ. Rồi chị nào muốn săn hàng giá rẻ của em thì hãy ở lại và chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn, bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Em sẽ dùng một cái con em sẽ dùng vòng quay may mắn này. Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được áo của bên em, áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán 18k đúng không ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được chân váy của em 18k này và áo Gucci của bên em 18k này. Hãy ở lại cái livestream này bắt đầu quay số đúng không ạ? Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em. Chị Hồ Ngọc Mai, bây giờ em thấy comment của chị nhá. Bây giờ em thấy comment của chị đây rồi đấy ạ. Rồi, hiện tại đang trên cái màn hình của em là đang ghi cái số 0912991648 đúng không ạ? Chị nào hôm nay có đuôi số điện thoại trùng với những con số em quay ở đây thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo Gucci của bên em hôm nay với giá bán 18k nhá. Nên chị nào muốn săn hàng giá rẻ thì hãy ở lại cái livestream này đúng không ạ? Ok, bắt đầu quay số đầu tiên ạ. Rồi, con số đầu tiên của bên em hôm nay sẽ là con số 44 được chưa ạ? Con số 44 nhá. Rồi, con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là con số 17 này. 1744 đã có rồi nhá. 1744. Con số tiếp theo của bên em hôm nay may mắn hôm nay là con số 05 này. 051744. Chị nào có đuôi số điện thoại 051744 này, nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em để mua hàng bên em với giá bán 18k nhá. Em xin nhắc lại là chị nào nhanh thì được đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại như thế mà nhưng mà gọi nhanh nhất thì sẽ được và em sẽ tính theo cái kết quả đó nhá. 45kg mặc sẽ cho em được chưa ạ? Rồi tiếp theo là một con số tiếp theo là con số 41 này. 4105 17 và 44 nhá. 4105 17 44. Chị nào có đuôi số điện thoại như đó như thế không ạ? Thì gọi điện về cái số điện thoại 0912991648 cho em nhá. Điện thoại em vẫn đang cầm trên tay đây và hiện tại chưa có ai gọi được chưa ạ?
Rồi, con số may mắn tiếp theo của hôm nay sẽ là con số 03 nhá. Con số 03 này đây, như là con số đây, chị nào có đuôi số điện thoại 0305. Rồi, 05 có người gọi luôn rồi này, 05 có người gọi luôn nhá. Rồi, 01655996005. Alo. Facebook của chị là gì á? Facebook chị là gì? Nguyễn gì á? Facebook chị là tên là gì á? Hai anh thăng. Rồi em xin chúc mừng chị là người may mắn đầu tiên mua áo bên em vừa giá bán 18k chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi, con số 05 đã có người gọi rồi nhá. Hiện tại là em chỉ còn con số 05 có người gọi rồi, là em còn số 03 17 41 và 44 được chưa ạ? 03 17 41 44 nhá. Em sẽ để cái điện thoại đây và để chuông thật to lên nhá. Em sẽ để chuông thật to lên. 05 có người gọi rồi em sẽ không tính nữa. 05 có người gọi rồi nha, em không tính đâu nhá. 05 có người gọi xong rồi. Hiện tại là em chỉ còn số 03 17 41 và 44, chưa ai gọi được chưa ạ? 03 17 41 44 nhá. Em sẽ để đây và để chuông thật to lên nhá. Em sẽ để chuông thật to luôn, để đây. Đây, 25 có không nhỉ? 25 là không có. 25 không có em không tính đâu nhá. 25 không có em không tính, em để chuông ở đây rồi. Rồi những cái số là 03 này, 03 17 41 và 44 hiện tại bên em chưa ai gọi đúng không ạ? Em sẽ để đây nhá. 44 có người gọi luôn rồi, 44 có người gọi luôn rồi đi ạ. Alo ạ? Facebook của chị là gì ạ? Ơ, gọi xong không nói gì. Đọc số lên này. 03 41 17 44 chưa có ai gọi đi, em sẽ để đây nhá. 03 này. 02 có người không? 02 có. 02 không phải đâu nhá, 02 không phải đâu ạ. Hiện tại em chỉ còn số đây. Các chị nhìn rõ số chưa? Đấy, như thế. Đấy, em sẽ để số điện thoại đây nhá. Và hiện tại chưa có ai gọi luôn nha, em sẽ để đây. Và để chuông thật to lên, có người em nghe máy ngay đúng không ạ? 44 có người gọi ở đây. Ở ngoài trực đi. Alo. Facebook của chị là gì? Cô Út à? Ghi số điện thoại 0967399944. Rồi, em xin chúc mừng chị may mắn mua áo 18k chị nhá, áo Gucci nhá. Rồi em cảm ơn chị và em chào chị ạ. Vâng. Thế là hiện tại là số 44 này. 44 và số 46 có không nhỉ? 46 không có, em sẽ không tính, em mới để đây nhá. Rồi, còn bây giờ thì em sẽ xin quay phép quay trở về cái giá gốc của chiếc áo này nhá. Các chị ơi, những chị nào mà có đuôi số điện thoại đấy thì như thế thì gọi điện về cho bên em vẫn đang trực cái số điện thoại đây và để chuông thật to lên đúng không ạ? Chị Lý Trinh ơi, số 30 35 của chị là em có người gọi trước chị rồi chị nhá. Rồi, hiện và bây giờ thì em sẽ quay trở về cái giá gốc của chiếc áo này, áo Gucci của bên em nhá. 91 có không nhỉ? 91 không có, em sẽ hủy kết quả. 91 không có nhá. Đây 91 không có. Cái mã H6 của bên em này với giá bán là 160.000 nhá. 46 có. 46 không có, 46 không có. 46 không có. 46 không có, em không tính đâu nhá. Rồi, áo H6 của bên em hôm nay là có giá bán là 160.000 nhá. Nên chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em là 160.000 thì để lại cho em mã H6 nhá. H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? H6 160.000 kim giá chị, 35 có không nhỉ? 35 có. 35 không có đây, không tính nhá. 35 không thì có đâu mà gọi, trời ơi. Rồi, H6 của bên em có giá bán 160 này. Nên chị nào muốn mua sản phẩm H6 của bên em thì comment cho em H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 41 không có chị Lý Trinh nhá. 41 có. 41 có. 07 có. 07 không có, em sẽ không tính. 41 và 03. Hiện tại là em chỉ còn số 17 này, 41 và 03 nhá. 17, 41, 03, 03 có người gọi luôn rồi đây. Alo. Alo. Alo hả? Gọi xong chẳng nói gì. Rồi em sẽ để số điện thoại, em sẽ để chuông thật to ở đây nhá. Chị nào gọi em vẫn nghe nhá. Alo ạ? Facebook của chị là gì? 03 có. Rồi Facebook của chị là gì? Diễm Phan à? Rồi 0122837503 0122837503. Rồi em xin chúc mừng chị nhá. Và áo Gucci 18k chị nhá. Rồi em chào chị. Rồi các chị ơi, em vừa mới công bố thôi mà đã tụt lượt view rồi đúng không ạ? Rồi cái mã H6 của em hôm nay là có giá bán ra trực đi. Cái mã H6 của em hôm nay có giá bán là 160.000 một áo nhá. Nên chị nào muốn mua cái mã H6 này của em có thể comment cho em là H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? H6 cam đất ok chị rồi. H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi alo. Facebook của chị là gì ạ? Gỗ Thanh Phong ạ. Rồi em xin chúc mừng chị nhá. Chị về điện thoại. Chị về điện thoại. Rồi,
Cái mã H6 của bên em hôm nay là 160.000 đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua sản phẩm này của bên em thì comment cho em là H6 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chẳng nhiều gì cả. Chị Nhi Sam ơi, dám bán đem 160 chị nhá. Rồi, H6 160.000, comment cho em H6 160.000 cho em luôn đúng không ạ? H6 160.000, chị nào thích mua cái sản phẩm này của bên em có thể comment cho em là H6 này, kèm màu kèm số điện thoại cho em. Rồi, chị Nguyễn Thành H6 rồi đấy ạ. À, chẳng nhiều gì cả. Chị Mai Thảo, chị có thể inbox cho em kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 160.000 nhá. Màu cam đất, màu đen, màu trắng này, màu da, màu vàng, màu đỏ đô. Size của chiếc áo này bên em là từ 40 cân cho tới 70 kg, được chưa? Nên các chị vui lòng đừng comment 18k nữa cho em nhá. Tại vì đã được tụt lượt view rồi ạ. Có size từ 40 tới 70 kg chị nhá. Rồi chị Hoài Hoài nhá, 18k màu gel thì bên em hết 18k rồi, chị vui lòng đừng comment 18k nữa nhá. Những cái chị vừa xong may mắn hòa bên em với giá 18k thì các chị hãy để điện thoại để bên em chốt 18k đúng không ạ? Đấy là những chị may mắn đúng không ạ? Đấy là những chị may mắn nhá. Còn bây giờ thì em đã quay trở về với cái giá gốc của chiếc áo này là H6. Giá bán bên em là 160.000 đúng không ạ? Chân váy của em là 170 nhá. Chân váy 170 có size và kèm quần bên trong 170. Chị Ngân Mai áo bên bao nhiêu? 160.000 nhá. 160.000 thôi ạ. H6 kèm màu cần số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi chị Quyên đầu gỗ thanh lý comment cho em H6. Phải có mã H6 và số điện thoại cho em thì mới lên được đơn nhá. Phải có mã, có số điện thoại bên mới lên được đơn, được chưa ạ? Không có mã, không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng nhá. Và hiện tại là màu đang mặc trên người của em đây là màu cam đất này, đây là màu gel và đây là màu đen, với giá bán của bên em là 160.000 một áo, được chưa ạ? Chị Hiếu Ngọc ơi, những cái số mà không phải số thì em sẽ tắt máy đi và không thể gọi được không ạ? Tại vì những cái số đó là những cái số không phải bên em quay chị nhá. Chị Hạnh Măn này có size L chị nhá. Hạnh Măn có size L cho em xin số điện thoại này. Đấy, các chị nhìn rất nhiều chị đang để H6 rồi. Cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Áo Gucci của bên em hôm nay là với giá bán 160 nhá. Từ 40 cân tới 70 kg, được chưa ạ? 55 kg mặc size L cho em đúng không ạ? Chị Mai Thảo ơi, 25 là không có 25, hôm nay không có 25 chị nhá. Không có 25 đâu chị ơi. Chị Mai Chảnh này bao nhiêu kg mặc vừa, từ 40 cân cho tới 70 kg, được chưa ạ? 40 tới 70 kg nhá. Chị Phương Nguyễn ơi, chị đừng nói em thế nhá, em không như thế bao giờ luôn, chị đừng nói thế nhá. Chị Nguyên Nguyễn 65 kg. Facebook của chị là gì? Facebook chị là gì ạ? Thúy Thanh à, ok nhá, chúc mừng chị nhá. Đấy điện thoại cho em, cho em xin số điện thoại số 41093 ghi số đi. 093593, chụp lại màn hình đi. 932, chụp lại màn hình cho chị. Rồi chị Diệu Thi muốn lấy thì cho em xin số điện thoại luôn, H6 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? H6 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Rồi cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em này. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là H6 của bên em hôm nay có giá bán là 160.000. Đang mặc trên người của em đây là màu cam đất, còn đây là màu gel này. Áo Gucci màu gel, áo Gucci màu đen, màu trắng rất là sang luôn. Rồi chị Nguyễn Trang comment nhiều sao không thấy, bây giờ thấy comment của chị luôn nhá. Quần của em đây là không phải là quần mà đây là chân váy. Chân váy của em chân váy 2 tầng và chân váy có kèm quần bên trong là 170. Chất liệu Umi có đủ size nhá. Chị nào thích mua sản phẩm này của em có thể comment cho em là chân váy kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Mai Thảo gọi chốt hàng rồi đúng không ạ? Thì có thể là hay chị không nghe máy nên người ta không mua hàng cho chị được. Chị Ngọc Hiền ơi, áo 160 H6 nhá. Chị Trần Huệ áo 160 H6 được không ạ? 58 kg mặc size L cho em nhá. Con số nào vậy? Hiện tại là em có số nào không? Tất cả đã hết rồi nhá. Tất cả đã hết số rồi nhá. 03 41 05 17 gọi hết rồi nhá. 48 kg, chị Nguyễn Sang cho em xin mã H6 luôn đúng không ạ? Rồi phải có mã H6, có số điện thoại B mới lên đơn hàng được nhá. Không có mã H6 không lên đơn hàng được. Như chị Trúc Gấu ơi, chị comment sai cú pháp B em sẽ không thể lên đơn hàng được chị nhá. Rồi áo bên em 160, áo Gucci chứ không phải áo bình thường nữa chị nhá. Áo Gucci chân váy 170 kèm quần bên trong đây. Rồi cứ comment cho em H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em như các chị đang để đúng không ạ? Chị Thu Minh ơi, áo bên em là 160, comment H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Có màu trắng nhá, màu trắng hiện tại em đang để trên kho thì em sẽ không cho em xem màu trắng được không ạ? Nhưng mà em sẽ giao chị đúng màu trắng luôn. Màu trắng có nhá chị nhá. Chị Nguyễn Hải Yến này, áo Gucci 160, chân váy 170, chân váy kèm số điện thoại hoặc H6 kèm số điện thoại. Áo bên em 160 nhá, chị Thúy Hình áo 160 này, chị Thanh Tê Thủy áo 160 này, màu cam màu xanh nha chị, ok cho em xin H6 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Vân Anh Đỗ 160, ok chị này, rồi cứ H6 kèm số điện thoại luôn cho em đi ạ. Chân váy co giãn có đủ size đây, chân váy kèm quần bên trong đây, chân váy kèm quần có đủ size và với giá bán là 170.000 chân váy không nhá. 40 kg mặc size S cho em chị nhá. Rồi H6 xem xin số điện thoại luôn, phải có H6 có số điện thoại. Bên em mới lên đơn hàng được. H6 của em có đủ là mấy màu nhỉ? Có đủ 6 màu này. Hiện tại đang mặc trên người của em đây là màu cam đất, đây là màu rêu, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu da, màu đỏ đô, rất là sang luôn các chị ạ.
Rồi, phải có mã H6 nhá. Bao nhiêu một áo? 160 chị nhá. Những chị mà comment không đúng cú pháp em sẽ bỏ qua và không lên đơn được các chị nhá. Và lên là các chị phải comment là H6 kèm số điện thoại thì bên em mới lên đơn hàng đúng không ạ? Không miễn phí ship, tại vì bên em áo Gucci bên em đã bán trên trang trên cửa hàng của em là 260.000 các chị nhá. Và đã sale kịch sàn là còn 160, cái giá này bên em bán giá số lượng rồi đấy ạ. Rồi, bên em livestream nào bên em gửi hàng các chị đúng như thế luôn nhá. Size hàng, size hình hoàn tiền gấp 10 lần được chưa ạ? Ok chưa ạ? 48kg mặc size M cho em được không ạ? Chị Mai Hồ Thị đúng không ạ? Chị Mai Hồ Thị gọi không được. Gọi không được là bởi vì là size số hết, em đã hết chương trình quay số rồi chị nhá. Chị đã gọi sau và gọi sau rất nhiều người chưa ạ? 45kg mặc size S cho em chị nhá, mặc size S cho em. Áo bao nhiêu? Áo bên em 160, chị Thu Minh 45kg mặc size S cho em nhá. Rồi 58kg mặc size L cho em này, em xin nhắc lại cho anh chị vào sau nhá. H6 160.000, áo Gucci H6 160.000, đây là màu gel này. Còn đây là màu cam đắt được chưa ạ? Đây là màu đen này, đen trắng đỏ đô da và vàng 160 được chưa ạ? Rồi rất nhiều chị đang để H6, cứ H6 kèm số điện thoại cho em chỉ là nhân viên livestream đúng không ạ? Và các bạn tele sale của em sẽ gọi điện chốt hàng với các chị sau nhá. Chốt màu, chốt size sau đó mới gửi hàng đi các tỉnh đúng không ạ? Chị Thùy Dương ơi, gọi không nghe máy là em đã hết chương trình quay số lên phải tắt máy đúng không ạ? Chị An Toàn ơi, bên em đã gửi hàng cho chị chưa? Chị inbox lại cho em kiểm tra đơn hàng của mình hay là bên giao hàng họ gọi chị không nghe máy à chị? Sao gọi shop toàn máy bận là em đã hết chương trình quay số rồi chị nhá. Tại vì là chị gọi chậm hơn các chị đúng không ạ? Rồi em cảm ơn chị Anh Bố Hiếu Linh nhá. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi chị Yến Nguyễn này, không thích em có đi ra ngoài và đừng comment linh tinh nhá. Chị là người của shop nào đấy ạ? Chị 50kg mặc size M cho em chị nhá. 50kg mặc size M cho em. Rồi rất nhiều chị đang để H6. Cứ H6 kèm số điện thoại cho em không kịp đọc chốt thì các chị cứ để lại cho em số điện thoại và mã H6 luôn ạ. Chị Đặng Hà, rồi em sẽ qua mã khác sau, chốt luôn cho em với mã H6 áo Gucci trước nào, rồi em sẽ qua mã khác sau đúng không ạ? Bên em có rất nhiều váy thực sự rất là sang luôn, váy cổ như này và cô vô cùng sang luôn. Cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok, là chân váy của em là chân váy 170 và có size. Chân váy 170 và có đủ size luôn. Đây, chân váy có quần bên trong đây ạ. Chân váy quần bên trong đây, chân váy chất liệu Umi có size. Và hiện tại chân váy của em đang mặc là size S, áo cũng size S luôn. Chị nào to hơn em mặc sẽ size tăng size lên cho em nhá. Anh mua thì cho em xin số điện thoại nha chị Anh nhá. Chỉ anh nói anh mua 65kg mặc size XL cho em, phí ship các tỉnh là 30.000 này. 70kg mặc size 2XL cho em, chị Dung đó nhá. Cho em xin số điện thoại H6 đúng không ạ? Áo Gucci H6 160. Chị Lương Hạnh H6 rồi. Rồi ok, 43kg mặc size cho em này. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là H6 của bên em hôm nay có giá bán là bán sale kịch sàn là còn 160.000 một áo Gucci thôi. Chị nào thích mua hai cái bên em giảm còn 300.000 một cặp nhá. 300.000 một cặp hai cái luôn. Chị là mua một cái là 160, chị là mua hai cái là 300.000 một cặp nhá. Chân váy 170 ship này. Chị cỏ ba lá chị nói thế như nào? Chị có thể comment và em trả lời câu hỏi của mình hoặc là chị inbox để em xử lý được không ạ? Chân váy 170 chị Du Hào Hảo nhá. Chị Lê Ánh Xuân áo bao nhiêu? 160 H6 comment H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Rồi cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn nhá. 65kg chị Huệ Nguyễn mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Kim Thơ xin chào nhá. Chúc chị có một buổi trưa vui vẻ, lại một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và một ngày thật làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? Em cảm ơn chị Mỹ Ngọc xin chào. Rồi em thấy comment của chị Thị Hòa chị nhá, H6 160.000 nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là H6 của bên em là áo Gucci này. Áo Gucci 160.000 một áo này. Phải có mã H6 có số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được. Không có mã H6, không có số điện thoại bên em sẽ không lên đơn được. Em sẽ bỏ qua tất cả những cái đơn hàng mà không có H6 nhá. Mà các chị chỉ comment cho em số điện thoại không em sẽ bỏ qua ngay nhá. Chị Thu Minh ơi, áo chân váy bên em là 160 có đủ size từ 40 đến 85kg không miễn phí ship nhá. Đang sale kịch sàn 160 giá bán số lượng rồi chị ạ. Chị Đắc Long thấy comment của chị rồi nhá, 65kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Bảo Châu lấy cam đất đúng không ạ? Cho em xin số điện thoại H6 kèm số điện thoại cho em nào. Áo Gucci H6 các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc áo Gucci như em mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Giữa cái thời tiết đang rất là nóng như thế này, từ 35 tới 40 độ C thực sự là không còn gì nóng bằng đúng không ạ? Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Em không kịp đọc chốt thì các chị cứ để lại cho em nhá. Em chỉ là nhân viên livestream thôi. Em chỉ là nhân viên livestream thôi và bên em sẽ có một bộ phận gọi điện chốt hàng các chị sau đúng không ạ? Chân váy đen 170 kèm quần bên trong chất liệu Umi có size từ 40 tới 85kg được chưa ạ? 70kg mặc size 2XL cho em, chị Lê Quỳnh cho em xin số điện thoại, chân váy kèm số điện thoại. Hết 18k rồi, vui lòng không comment 18k nữa, kẹo cho comment của em đúng không ạ? Rồi chị Huệ Nguyễn comment sai cú pháp em sẽ không chốt được hàng nhá. Phải có mã H6 và số điện thoại bên mới lên được hàng đúng không ạ? Rồi chị Tịnh Thuấn Vi nhá, chị Nguyễn Minh Thư bao nhiêu?
Zalo 160H6 comment cho em luôn đúng không ạ? Chị Bảo Châu 63kg mặc size XL cho em xin H6 kèm số điện thoại. Rồi, rất là chị ân để H6 đúng không ạ? Áo Gucci của anh em hôm nay đây có giá bán là 160.000 nhá. Giá bán 160, 60kg mặc size XL cho em nhá. Bên em có bán xỉ áo này đúng không ạ? Chị nào thích mua xỉ áo này em bán từ 20 cái trở lên giá vô cùng rẻ luôn, 20 chiếc trở lên nhá, sẽ bán xỉ luôn nhá. Chị Đào Thủy ơi, size 2XL H6 cho em xin số điện thoại nhá. Của chị là mặc size 2XL nhá. H6 kèm số điện thoại cho em 160.000, một cặp là 300.000, một chiếc là 160, hai chiếc 150, một cặp là 300, bán một cặp là 300.000 nhá. Chị Bảo Châu mặc size XL, chị Sông Dòng Băng giá 160 được chưa ạ? Chị Tuyết Triển này 55kg mặc size L cho em, 58kg mặc size L cho em xin H6 kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Có size XL chị nhá, chị Sàn Ngũ Thanh Phong rồi. Ok chị yêu, chị Lộc Nguyễn nhá. Rồi còn chị làm chốt mã H6 chốt luôn cho em H6 đúng không ạ? Áo Gucci H6 của em hôm nay có giá bán là 160.000 một áo thôi. Áo Gucci bên em có rất nhiều màu luôn này. Chất liệu của chiếc áo này bên em chất liệu cốt tông và rất là mát luôn. Và mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo này đúng không ạ? Không thể thiếu được nó và em thấy rất là cần thiết trong mùa hè này nhá. Màu cam đất và đen 300.000 một cặp, một chiếc là 160, 300.000 một cặp được chưa ạ? Rồi màu đen của em sẽ như thế này nhá. Đây là màu đen của em đây, chất lừ luôn đúng không ạ? 50kg mặc size M cho em nhé chị nhá. Rồi H6 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Cứ H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Nếu chị không biết. Cứ H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Huệ Nguyễn ơi, bỏ qua đơn hàng của mình nhá đúng không ạ? Em sẽ không thể cho đơn hàng của chị được khi chị để mỗi cái số điện thoại không đúng không ạ? Hai chiếc là 300.000, một chiếc là 160 nhá. Chị Duyên Dương này, không nhận được hàng đúng không chị? Hay là chị không nghe máy lên bưu tá không phát hàng cho chị thì em sẽ kiểm tra đơn hàng của chị sau nhé. Em sẽ báo bộ phận kê đơn đúng không ạ? Chị bé bé ơi, một áo bên em 160, chị Lãng Tử Phố Núi 160 này. Những cái chị mà comment sai cú pháp bên em sẽ bỏ qua đơn hàng và không lên đơn được các chị nhá. H6 160.000 một chiếc, hai chiếc Gucci là 300.000 một cặp được chưa ạ? Màu đen bao nhiêu 160, màu đen 70kg chị Đào Thúy mặc size XL cho em nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt H6 chốt luôn cho em H6 luôn đúng không ạ? H6 áo Gucci H6 của bên em hôm nay là có giá bán 160.000 một áo. Đang mặc trên người của em là màu cam đất nhá. Chị Dung Đỗ lại bao nhiêu, ship đi các tỉnh là 30.000, Hà Nội là 20.000 này. Chị Thương Từ ơi, chị comment có mỗi màu cam đất số điện thoại thì em sẽ không thể lên đơn hàng cho mình được chị nhá. Phải có mã H6 và có số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được chưa ạ? Ui cảm ơn nhá. H6 160 màu nâu mà màu đấy màu da không phải màu nâu chị nhá. Chị Thúy Dương ok, một chiếc là 160 này. Một chiếc là 160.000 này. Em bán cả một cặp là 300.000 các chị nhá. Rồi các chị cứ comment cho em H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Đây là H6 áo Gucci của bên em hôm nay là có giá bán 160 nhá. Chị chia sẻ cho em là chỉ còn giá bán là 160.000 thôi, còn một cặp của em là 300.000 một cặp nhá. Rồi chị Tiên Vi Hồ này, H6 size L hai cái màu cam đất và màu đen 300.000 một cặp nhá chị nhá. Cho em xin số điện thoại nhá, H6 L mà không có số điện thoại đâu ạ. Chị Tuyết Cảnh comment đúng cú pháp rồi, chị Trần Thúy cũng thế nhá. Xỉ bên em bán 20 chiếc trở lên là bán xỉ đúng không ạ? Các chị mua 20 chiếc trở lên thì em sẽ bán xỉ nhá, xỉ chị Tùng Candy nhá. Xỉ thì vô cùng rẻ luôn. Chân váy của em, chân váy qua gối. Chị muốn hỏi chân váy dài qua gối thì bên em không có, bên em chỉ có chân váy dài gần tới đầu gối thôi chị nhá. Chất liệu của nó là chất liệu cốt tông rất là mát các chị ạ, cốt tông rất là mát luôn và rất là mát luôn đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt cái H6 cho em thì chốt luôn cho em với giá là 160 nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là áo Gucci của bên em hôm nay là có giá bán 160 được chưa ạ? Chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ like thôi chị nhá. Có free ship không? Bên em không free ship. Đã bán giá sale, giá kịch sàn là 160 rồi còn free ship cái gì nữa ạ? Chị Huệ Nguyễn ơi, của em là 160. Chị comment cho em H6 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Chị bé bống 50kg mặc size M cho em xin số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? H6 kèm số điện thoại. Chị Mây Nguyễn xin chào, chúc chị một ngày làm việc thật hiệu quả và một ngày tràn đầy năng lượng chị nhá. Ba áo bên em là chị nhân lên cho em nhá. Chị Thanh Tân Thúy đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hồng Hạnh thấy comment của chị rồi. Rồi còn chị nào muốn chốt cái H6 chốt luôn cho em đúng kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ chốt cái mã H6 lên trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn chốt cái H6 thì chốt luôn cho em H6 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ?
Rồi ba áo bên em thì bên chị nhân lên cho em được không ạ? Rồi H6 kèm số điện thoại cho em xin nhắc lại size của nó này. Từ 40 cân cho tới 70 kg, 75 kg, em nhầm, từ 40 cân cho tới 75 kg nhá. Và có rất là nhiều màu luôn này. Màu đang mặc trên người em là màu cam đất nhá. Màu cam đất này, cam đất, vàng, đỏ đô, màu da, đây là màu rêu, màu rêu, màu đen. Một chiếc là 160.000, hai chiếc là một cặp 300.000, một cặp bên em là 300.000 chị nhá. Chị Nga Anh Hoa Anh Nguyễn, chị Mai Nguyễn cho em xin H6 được không ạ? Chị comment có mỗi màu đen và màu da, mà không comment H6 mà để mỗi số điện thoại nữa thì em sẽ không thể lên hàng được đúng không ạ? Em sẽ bỏ qua tất cả những cái đơn hàng mà không đúng cú pháp đúng không ạ? Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không đúng cú pháp cho em nhá. Nên các chị mua hàng của em là chỉ việc comment cho em H6 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Với giá sale khi các chị chia sẻ áo Gucci của em là chỉ còn là 160.000 thôi nhá. Chị Trần Thủy thấy comment của chị rồi ạ. Bao nhiêu một cái đúng không ạ? 160.000, hai chiếc là 170, hai chiếc là 300.000 một cặp nhá. Chị Nguyễn Huế có thể inbox lại cho em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Đây chị Dung Đào ơi, dáng áo bên em sẽ như này. Các chị ơi, áo của em thì có thể show vin hoặc là không show vin thì đều ok hết nhá. Còn chị nào mà thích mua cả set đang mặc trên người của em có thể comment trên nào. Cả set H6 và kèm theo số điện thoại. Một cặp của em là 300.000, một chiếc là 160 được chưa? 51 kg, mặc size M cho em. Chị Nguyễn Hằng cho em xin số điện thoại luôn, em sắp kết thúc livestream rồi đấy ạ. Rồi chị Mai Nguyễn cho em xin H6 kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em, kết thúc cái livestream này. Em còn 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này này. Hiện tại thì trên cửa hàng dáng mi của em với cái áo Gucci của em là bán 260.000 nhá. Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 260, khi các chị chia sẻ cho em này chỉ còn giá là 160.000 một áo thôi đúng không ạ? Em sẽ bỏ qua tất cả những cái đơn hàng mà làm theo không đúng cú pháp đúng không ạ? Nên các chị mua hàng của em chỉ việc comment H6 kèm số điện thoại, kèm màu và kèm size luôn cho em nhá. H6 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em trên cùng một dòng comment thì mới được hợp lệ đúng không ạ? Trên cửa hàng của em đang bán áo này là 260.000, nhưng trong livestream khi các chị chia sẻ cho em chỉ còn giá bán là 160.000 một áo thôi đúng không ạ? Chị qua đi ngõ xin chào rồi, 60 kg, chị mặc size XL cho em, chị ngã 3 chấm nhá. Mặc size XL cho em. Áo của bên em thì có thêm cả màu trắng nữa nhá. Hiện tại là màu rêu, màu cam đất này, rêu, cam đất này, đen, trắng này, đỏ đô, màu da, màu vàng được chưa ạ? Rồi 47 kg, 1m53, chị Thùy Linh mặc size M cho em cho không, mặc size S cho em cho xinh cho bó người cho đẹp chị nhá. Chị Hà Nguyễn bao nhiêu một áo 160 chị nhá? Có size chị Dung Đào này, có size S đang mặc trên người em, đang ở size S đây chị Dung Đào nhá. Chị lấy thì cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em, H6 160.000 này. Sale kịch sàn H6 còn 160.000 một áo thôi nhá. Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không làm theo đúng cú pháp, phải có mã H6 và có số điện thoại được chưa? Rồi áo nam em không có chị nhá. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em, H6 kèm số điện thoại. 65 kg, mặc size XL cho em. Chị Hà Nguyên bao nhiêu áo 160 chị nhá. Rồi chân váy của em là 170.000, chân váy có size, chân váy có size và có quần bên trong đây. Chân váy của em là có quần bên trong, các chị nhìn chân váy có quần này. Có quần bên trong và không bị hở một tí nào luôn. Chân váy của bên em chất liệu Umi có đủ size nhá. Có màu trắng nhá chị An Nguyễn nhá, bên em sẽ giao chị đúng màu trắng luôn nhá. Chị lấy thì cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Màu vàng treo ở trên nó sẽ như đây, màu vàng ấy chị, nó dáng áo nó cũng như nhau thôi nhưng bên nó khác nhau là màu vàng chị nhá. Đây là màu rêu, còn đây là màu đen thì mặc nó vô cùng sang luôn. Chị nào mà hơi mập mập một chút thì các chị có thể mặc sang màu đen cho em nhá. Còn chị nào mà hơi gầy gầy có thể lấy sang màu sáng màu cho em cho xinh đúng không ạ? Còn đây là màu rêu của nó đây. Ui dồi ôi, màu rêu thì vô cùng sang luôn đúng không ạ? Cứ H6 160 kèm số điện thoại cho em nhá. Màu trắng bên sẽ giao đúng màu trắng cho chị Nguyễn Hải Yến nhá. Cứ H6 kèm số điện thoại cho em sẽ kết thúc cái livestream này ngay lập tức bây giờ đúng không ạ? Thả áo ra thì dáng áo sẽ như này nhá chị Đặng Thanh Thúy nhá. 160 một áo thôi. Chị Phương Linh có đơn rồi chị nhá. Rồi ok chị Huệ Đinh rồi, ok chị Thị Hậu là bao nhiêu một áo 160 chị nhá, 160 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Cứ 160 kèm số điện thoại. Chị ơi lên váy đi ạ đúng không ạ? Váy thì em đã, nhà em hiện tại đang ra rất nhiều màu luôn, rất nhiều màu đẹp luôn, các chị cứ đón chờ livestream của bên em tiếp theo nhá. Chị Trâm Ánh Ngọc là đúng không ạ? 160 nhá, áo Gucci 160 được chưa ạ? Rồi em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà các chị không làm theo đúng cú pháp của nhà em nhá, phải có H6 và kèm theo số điện thoại nhá. Size XL của em từ 60 kg tới 65 kg nhá. Chị Liberty Lee ơi, áo bao nhiêu 160 nhá. Chị Hen Nhan Trần 160 này, đúng rồi, cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Chị Hà Bùi, chị Hồng Dương Thị đúng không ạ? Áo bao nhiêu một cái 160.000 nhá. Chị Ngô Lan 160, chị Hà Nguyễn 65 kg, mặc size XL cho em xin số điện thoại nhá. Chị Nhung Nguyễn xin chào, chúc chị có một buổi trưa thật vui vẻ đúng không ạ? Rồi chân váy 170 cho em nhá, chị Trần Thúy. Rồi chị Trần Thúy comment trả lời câu hỏi của mình luôn đúng không ạ?
65kg mặc size XL cho em luôn nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là một chiếc áo Gucci của em có giá bán khi các chị chia sẻ là khoảng 160 được chưa? Nhưng em bán khi mà em bán 2 chiếc thì em sẽ giảm còn 320.000 xuống còn 300, tức là 300.000 2 chiếc, một cặp là 300 được chưa? Chị bé Trang 160, chị bé Trang nhá. Rồi các chị có comment cho em H6 kèm số điện thoại cho em nhé. Em chỉ nhờ nhân viên giới thiệu sản phẩm thôi. Lên bên em có một bộ phận telesale chuyên chốt đơn hàng với các chị để điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Thiên Thùy thấy comment của chị rồi nhá. Áo Gucci của bên em hôm nay có giá bán là 160.000 được chưa ạ? Rồi có sai chị Hồng Vân nhá, để lại cho em H6 kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? H6 kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Áo bên em bao nhiêu? 160 được chưa ạ? Ô đã ghi rất rõ ràng trên bài viết là 160 rồi. Chị màu tím ơi, chị không comment đúng cú pháp em sẽ bỏ qua hàng của mình ngay và không thể chốt với giá bán 160 chị nhá. Áo bên em co sẵn và có đủ size chị ạ. Chị Lan Như đúng không ạ? 170.000 sợ. Đâu 1m70 60kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Hồng Vân 1m65 nặng 56kg mặc size L cho em chị nhá. Cho em xin H6 kèm số điện thoại. Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng không có H6 đúng không ạ? Phải có H6 có số điện thoại bên mới lên đơn hàng được nhá. Không có H6 không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng đúng không ạ? Rồi em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng không có H6 nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là một chiếc áo Gucci của em có giá bán 160 nhá. Một cặp là 300.000. Chị Ngọc Dung ơi, em sẽ bỏ qua hàng của chị và em sẽ không thể lên hàng được khi chị comment sai cú pháp được chưa ạ? Phải có H6 và số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được nhá. Và các chị ơi, áo Gucci của em hôm nay là có giá bán 160, chỉ áp dụng như chị nào chia sẻ thôi đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người của em đây là màu cam đất nhá, màu cam đất rất là sang luôn. Áo Gucci màu cam đất, áo Gucci màu rêu này, áo Gucci màu đen này, màu đỏ đô, màu da và màu vàng rất là sang luôn. Và cái áo Gucci của em thì có đủ size từ 40 cân cho tới 75kg được chưa ạ? Từ 40 tới 75kg. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Tùng Lâm H6 màu vàng 1m58 nặng 54kg, chị mặc size M, mặc size M cho em cho xinh, cho em xin số điện thoại nhá. Chị Ngô Lan 48kg mặc size M cho em xin số điện thoại cho em đúng không ạ? Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng không có mã và không có số điện thoại nhá. Ok, chị Hồng Vân này, chị Ring Bang này, chị này đen da size L này, một chiếc là 160, một cặp của em là 300.000 nhá. Một cặp là 300.000 được chưa ạ? Chị Tùng Lâm muốn lấy thì cho em xin số điện thoại. Còn chị nào muốn chốt nữa không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này với mã H6 của anh em là 160.000 nhá. Khi các chị chia sẻ cho em là chỉ còn 160.000 một áo thôi, áo Gucci rất là đẹp luôn. Ship đi các tỉnh là 30.000, còn ship ở ngoại thành Ấn Độ, thành Hà Nội của anh em là 20.000 tới 25.000 nhá chị nhá. Chị Tùng Lâm comment lại cho em trên cùng một dòng comment luôn cho em thì mới được coi là hợp lệ chị nhá. Chị Henny Trần đúng không ạ? H63 màu cho em xin số điện thoại, H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Lê Phúc ơi, hôm trước chị có là người may mắn săn được hàng của em 18 cao chị Lê Phúc nhỉ? Nếu mà chị là người may mắn thì chị sẽ được chốt, còn chị không là người may mắn thì chị đợi những cái livestream sau và đừng vội buồn được chưa ạ? Vì bọn em đằng sau bọn em còn livestream rất là nhiều nữa chị nhá. Chị Thu Thương Nguyễn 68kg mặc size 2XL cho em cho xinh, cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Phương Nhi Trần bây giờ vào này, chị Nguyễn Linh này, ok cảm ơn chị nhá. Chị Hồng Gấm Lê bao nhiêu một cái? 160.000 áo Gucci nhá. Chị Thanh Mai có size L nhá. Phải có mã, có số điện thoại bên mới lên đơn hàng được. Không có mã và không có số điện thoại bên sẽ không thể lên đơn hàng được. Và em sẽ kết thúc livestream này ngay bây giờ đúng không ạ? Em chỉ livestream trong khoảng 2 phút nữa thôi em sẽ kết thúc livestream này nhá. Chị Mận Biển, em sẽ không lên đơn hàng của chị đâu, tại vì chị comment sai cú pháp của nhà em đúng không ạ? Nếu mà chị Mận Biển có một lấy áo này thì chị có comment cho em là H6 và kèm theo số điện thoại như các chị đang comment đúng không ạ? Chị Trần ơi, áo bao nhiêu 160? Chị Thiên Thùy 61kg, chị mặc size XL cho em xin số H6 kèm số điện thoại cho em nhé. 40kg chị Huyền Anh mặc size S cho em đúng không ạ? Ok, chị Lê Phúc lấy mà nói thế thì chị có thể inbox để em kiểm tra cái ngày của chị đúng không ạ? Cái ngày của chị Lê Phúc nhá, inbox lại cho em để em sẽ kiểm tra hàng của mình chị Lê Phúc nhá. Và kết thúc cái livestream này thì em sẽ báo các bạn gọi lại chị đúng không ạ? Chị để lại cho em số điện thoại cho em chị Lê Phúc nhá. Chị Dung Ngọc này của chị có không là như nào chị? Áo bên em là 160 chị nhá. Rồi chốt luôn cho em kết thúc livestream bên luôn đúng không ạ? Đây là màu rêu, áo Gucci màu rêu, áo Gucci màu cam đất này. Áo Gucci màu đen với giá bán áo Gucci của em đang sale kịch sàn khi các chị chia sẻ còn chỉ còn là 160.000 một áo thôi chị nhá. Áo Gucci làm sao giặt tay màu được chị Diệu Linh đúng không ạ? H6 160 cho em nhá. Em bao chất bao giá toàn Facebook luôn là áo Gucci của nhà em là 160.000 nhá các chị nhá. 160. Chị Thanh Hải ơi là 160 ạ.
chị nào muốn mua xỉ áo này của bên em sẽ bán từ 20 chiếc trở lên. Em bán xỉ từ 20 chiếc trở lên, các chị mua hàng bên em với giá vô cùng ưu đãi luôn, giá xỉ các chị nhá. Chất vải cốt tông vô cùng mát, có co giãn và có size chị nhá. Chị Lý Khanh nhá, chị góc nhỏ này giá áo bao nhiêu đúng không ạ? 160H6 này. Chị Viên Nguyễn PC 58kg mặc size L cho em được chưa ạ? Rồi chị Trần Thị Hằng bỏ qua, chị Trần Thị Hằng em sẽ không thể liên hàng chị vì chị comment sai cú pháp nhá. Chị Trần Thị Hằng phải comment cho em là H6 kèm số điện thoại thì bên em mới lên hàng được nhá. H6 của em là 160.000, một cặp một chiếc là 160, một cặp là 300.000. Chị mua một cặp thì chỉ có 150 một cái thôi. Một cặp của em là 150 một cái, một cặp 150. Chị Hương Nguyễn comment sai cú pháp thì em sẽ không thể lên hàng cho mình được đúng không ạ? Chị Trần Thị Hằng và chị Hương Nguyễn comment lại cho em theo đúng cú pháp thì nhá. Chị Hương Nguyễn 65kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Đấy như các chị đang để chị Nguyễn Nhung, chị Nguyễn Dung bên này, Nguyễn Nhung và Nguyễn Dung để rất là đầy đủ đúng cú pháp đúng không ạ? Phải đúng cú pháp B mới lên hàng được, không đúng cú pháp B em sẽ không thể lên hàng nhá. Áo màu rêu thì các chị bói đâu ra không được, mà không bao giờ có áo cuxi màu rêu nhà em đâu ạ. Vì nhà em đã ra cái mẫu này là màu rêu nó quá sang và quá chất rồi đấy ạ. Áo cuxi chị Huệ Nguyễn thấy em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Cứ H6 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Còn chị nào muốn mua cả set đang mặc trên người của em có thể comment cho em là cả set và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chân váy của em có giá bán là 170.000, chất liệu umi và có đủ size, co giãn và có đủ size. Hiện tại đang mặc chân váy của em trên người em đây là size S nhá. Đây chân váy kèm quần bên trong đây. Chân váy kèm quần và có đủ size từ 40 cân cho tới 85kg. Riêng chân váy của em là từ 40 tới 85kg. Còn áo H6 của em nhá, chỉ có size từ 40 cho tới 75kg thôi các chị nhá. Rồi em sẽ bỏ qua những đơn hàng không có theo đúng cú pháp. Chị Phượng Đào cũng thế này, comment sai cú pháp rồi đấy ạ. Chị comment lại như cả những chị đang comment đúng không ạ? H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Áo có cổ có rồi chị nhá. Chị Xuân tóc đỏ một nấy áo sơ mi có cổ thì chị xem vào những cái livestream hoặc là trong cái album ảnh của shop Giáng Mi bên em đúng không ạ? Rồi ok, cứ comment H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Dung Ngọc ơi, nói nhiều quá đúng không ạ? Chị Dung Ngọc ơi, chị mua sản phẩm gì của bên em hay là chị mua sản phẩm này mà em không đọc comment của chị được thì chị comment lại cho em để em trả lời câu hỏi của mình nhá. Chị bé bé là chất vải của em là chất vải cốt tông và rất là mát luôn các chị nhá, chất vải cốt tông. Đây là màu rêu. Em sẽ ốm thử màu rêu các chị xem, màu rêu thì thực sự là quá sang nhỉ. Em đã ra cái mẫu Gucci này là màu rêu của nó là mãi mình nhập được cái màu này đấy ạ, quá sang luôn các chị nhá. 55kg ok chị Nguyễn Dung này, chị Thu Thừa này màu đen em nhé, cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Một chiếc 160, còn hai chiếc 300.000 một cặp luôn. Giá sale kịch sàn, các chị không thể đi mua đâu. Một cái áo Gucci của em đây với giá bán 160 đúng không ạ? Thực sự là em bao toàn Facebook này luôn, em bao toàn Facebook và bao chất luôn các chị nhá. 160 chị Linh Hoàng, 160 đúng không ạ? H6 kèm số điện thoại. Chị đặt mà không thấy không có chốt, chị mua sản phẩm nào của bên em thì chị có thể inbox cho bên em tại vì đơn hàng bên em đang bị quá tải đơn hàng, rất nhiều đơn hàng một ngày đúng không ạ? Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em, rất là chị có để H6 đúng không ạ? Dăm chế vai bên em có nhá, dăm chế vai của em 150.000 nhá chị Nguyễn Quỳnh Như nhá. Em sẽ like sau đúng không ạ? Dăm của em 150 nhá, chân váy của em 170, chân váy 170 và có đủ size, chân váy của em đây có size và có quần đơn. Hiện tại chân váy của em đang là size S nhá. Áo H6 của em là 160.000 chị nhá, 53kg chị Kim Nga mặc size M cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Bên em bán xỉ áo Gucci từ 20 chiếc trở lên nhé chị nhá. Có màu nào 65kg không? Chị ơi áo này bên em có size từ 40 tới 75kg nhé chị nhá, cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Chị An Nhi ơi, bao nhiêu một áo đúng không ạ? 160.000 một áo chị nhá. Rồi chị Nguyễn Tuấn xin chào, chúc chị có một buổi trưa vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả chị nhá. 65kg chị Hà Hoa mặc size XL cho em đúng không ạ? Cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Cứ H6 kèm số điện thoại, em chỉ là nhân viên livestream thôi. Nên khi bên em gọi điện chốt hàng thì bên em sẽ có một bộ phận telesale đúng không ạ? Gọi điện tư vấn size, tư vấn màu đầy đủ cho các chị đấy ạ. Rồi, chị Quỳnh Như like cho em xem được không ạ? Em chị đợi những cái livestream sau bên em, hôm nay em like H6 trước đúng không ạ? 65kg mặc size XL cho em, dăm chấm bi của em 150 chị nhá. Chị Thư Ruby áo bao nhiêu? 160 chị An Nguyễn này. Em cho chị chị ơi, hiện tại là cái comment đang quá tải thì em sẽ không thể đọc chốt được, mong các chị thông cảm cho em đúng không ạ? Và các chị cứ để điện thoại cho em thì bên em sẽ gọi điện chốt hàng các chị nhá. Rồi chị Viên Nguyễn lại sai lờ rồi, em sẽ kết thúc cái livestream ngay bây giờ lên, còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em nhanh đúng không ạ? Em sẽ kết thúc cái livestream này. Tại vì là thời gian em livestream cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Chị Yến Phạm ơi, chị comment sai cú pháp em sẽ bỏ qua hàng của mình ngay lập tức đúng không ạ? Chị Yến Phạm có thể comment lại cho em là H6 kèm số điện thoại của mình cho em luôn đúng không ạ? Lấy cái đen và cái quay cái trong người là cái gì thì nhỉ? Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Rồi chị bé bé này, lấy cái trong người chị muốn lấy cái H6 hay lấy cái gì à? Chị bé bé nhà cho em xin mã kèm số điện thoại cho em, bên em tư vấn cho chị được không ạ?
Chị Huệ Nguyễn ơi, hình như chị là người vừa xong comment lấy 2 chiếc không có số điện thoại sao? Có số điện thoại nhưng không có mã, sao bên em sẽ không thể liên hệ hàng được chị nhá. Chị Viên Nguyễn PC cho em xin H6 kèm số điện thoại chị An Nhi 160 nhá. Còn chị nào muốn chốt được không thì chốt luôn cho em với giá bán 160 một áo được không ạ? Em bao giá toàn Facebook là áo Gucci của nhà em là 160.000 nhá. Một chiếc là 160 này, còn một cặp của em là 300. Một cặp là 300.000 thì các chị mua 2 chiếc thì chỉ có 150.000 một chiếc thôi, cực rẻ luôn. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chân váy của em là 170.000 và có đủ size nhá. Chân váy 170, ok chị Tú Huỳnh, em thấy chị comment mấy lần đấy. Mấy lần sợ trúng đơn đấy nhá. 65kg mặc size XL cho em này. Chân váy của em thì hiện tại đang mặc trên người em là chân váy size S, áo size S, chân váy size S. Còn nếu chị làm một người bập hơn em một chút thì các chị mặc tăng size cho em nhá. Ok chị bé bé nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em, nhanh chóng chốt luôn cho em để em kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Màu rêu, màu cam đất, màu đen rất là sang luôn. Chị Yến Như mặc size XL cho em, xin H6 kèm số điện thoại cho em luôn nhá. H6 kèm số điện thoại cho em, bao nhiêu phút nhỉ? Các chị ơi, hiện tại em đã live stream được khoảng 55 phút rồi, em sẽ live trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái live stream vì em đang rất là nhiều việc đúng không ạ? M52 lặng 56kg mặc size L cho xinh thôi ạ. Chị mặc size XL, mặc rộng, mặc xấu đấy chị ạ. Mặc ôm cho đẹp. Chị Trinh Lê, ok. Chị Trang Nguyễn này, bao nhiêu một 160 chị nhá? 160.000 áo Gucci. Một chiếc 160.000, một cặp 300.000 nhá. Rồi chị ơi, chị Vi Oanh ơi, dáng áo bên em sẽ như này. Các chị có thể mặc show vin hoặc là không show vin thì đều ok hết chị nhá. Có màu trắng chị Lê Nga, có màu trắng cho em xin H6 trắng kèm số điện thoại. Rồi còn chị nào muốn chốt cái H6 được không thì chốt luôn cho em H6 luôn để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? H6 của em là 160.000 một áo nhá, rất là đẹp luôn. Và các chị mua 2 chiếc của em thì chỉ có giá là 300.000 một cặp, một chiếc là 160 và 300.000 một cặp nhá. Còn chị nào muốn cho H6 không thì chốt luôn cho em này. H6 màu rêu này, màu cam đất, màu đen này, màu đỏ đô, màu da, màu vàng nhá. Em sẽ kết thúc cái livestream ngay bây giờ vì thời gian em livestream cũng khá lâu rồi đúng không ạ? 45kg mặc size S cho em nhá. Chị Kim Dung màu rêu cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Yến Như H6 cam đất vàng 65kg mặc size XL cho em nhá. Các chị mua 2 chiếc thì là chỉ có 150.000 một cái thôi. Một chiếc 160.000, 2 chiếc 150.000, áo Gucci các chị nhá, áo hàng hiệu Gucci. Chị Vi ơi, đây áo bỏ ra dáng áo sẽ như này đây ạ. Các chị có thể mặc show vin hoặc là không show vin thì đều ok hết các chị nhá. Chị Yến Như cho em xin lại trên cùng một dòng nhá. Chị comment mã một nơi xong số điện thoại một nơi thì sẽ không lên hàng đâu chị ạ. Chị Tuyết Nguyễn 65kg mặc size XL nhá. Chắc đẹp lắm chị ơi, ok em Vân Nguyễn cảm ơn chị. Chắc đẹp lắm, tức là áo H6 nhanh chắc đẹp lắm đúng không ạ? Rồi cảm ơn chị nhá. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em H6, em bao toàn Facebook này luôn. Bao giá bao chất toàn Facebook là 160.000 áo Gucci của em 160 nhá chị nhá. Bao toàn Facebook luôn là 160 nhá, không nhà nào bán rẻ hơn nhà em đâu, không nhà nào bán rẻ luôn. Cái giá này là giá em bán cạnh tranh rồi, giá cạnh tranh từ tất cả Facebook luôn rồi đấy ạ. Rồi áo H6 đúng rồi, một chiếc là 160.000, hai chiếc một cặp là 300.000, một cặp hai chiếc 300.000 được chưa ạ? Đen và trắng trong người nha, là cái gì nhờ chị bé bé nhà H6 đúng không chị? Chân váy bên em, chân váy bên em là cặp chun nhá, cặp chun nhá, nhá cặp chun mà có size. Rồi chị Hành Trần này 47-48kg mặc size M, cho em xin đi chị. Rồi chị Học Vũ này, chị Học Vũ ơi, chị comment lại cho em là H6 đúng không ạ? Chị comment có mỗi là cam đất thôi thì em sẽ và số điện thoại thôi thì em sẽ không thể liên hệ với mình đâu ạ. Rồi 46kg mặc size cho xinh, chị đang mặc size cho xinh đúng không ạ? Đổi số điện thoại của chị Trang Nguyễn, ok chị Trang Nguyễn nhá. Rồi ok chị Trang Nguyễn, không nhất nhất chị comment lại cho em là H6 kèm số điện thoại cho em đi, kẻo là ở trên trang là em sẽ không để sót ra được nhá. Rồi ok chị Kim Dung size S nhé, cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Áo đang mặc trên người của em là màu cam đất nhá chị Trần Thúy nhá. Chị Ngô Hương Hương thấy comment của chị rồi, 300k một cặp không miễn phí ship, ship 30.000 nữa chị Trần Thị Nhung nhá. Bao nhiêu bao ship hả? Không bao ship, bán áo Gucci 160, còn bao ship nữa thì bọn em, nhà em bên em thì như có hai mấy các bạn nhân viên liền ấy, rất là nhiều nhân viên làm sao lấy chi phí đâu đúng không ạ? Cứ H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Một chiếc là 160.000 này, một cặp của em là 300.000 một cặp các chị nhá. Chị Nguyên Huyền lấy màu gel cam đất 150 một cái đúng rồi, chính xác 57kg mặc size L cho em rồi, chị Trinh Lê, chị Trần Tâm nhá. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại cho em đi, em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Cái màu gel thì nó vô cùng sang luôn nhá. Chân váy của em, chân váy không có khóa chị nhá. Chân váy không có khóa chị Oanh Đinh nhá. Đây chân váy của em đây. Chân váy không, các chị ơi, chị Oanh Đinh ơi, chân váy có khóa bây giờ mặc có quê lắm chị ạ. Bây giờ chẳng ai mặc chân váy có khóa đâu chị ạ. Thật sự luôn đấy, chân váy chẳng ai mặc con chân váy có khóa.
Không phải là em không bàn đầu đấy mà em nói thế, mà là thực ra là chân mày có khóa thì vô cùng quê luôn, thực sự luôn. Chị Nga fan bao nhiêu một áo? 160.000 nhá. Mặc chân váy cạp chun như này nè, nhưng mà cạp chun thì em là chữ váy xịn nhưng phải váy đều nhá, váy hợp đẹp luôn đấy ạ. 170.000 một váy thôi. Mặc như là mới sexy mà mới đẹp đúng không ạ? Và tôn dáng. Đây chị ơi. Sau lưng sẽ như này, chân váy của em chân váy 2 tầng đây, chân váy như em chân váy 2 tầng đây. Chân váy 2 tầng. Các chị có thể mua chân váy hoặc là mua cả set của em nhá. Chân váy các chị có thể kết hợp với rất nhiều thứ luôn. Áo 2 dây của chân váy như em thì quá sexy. Tại vì cái form của cái chân váy này thì nó quá sexy rồi đấy ạ. Chân váy hơi đẹp luôn, quá sexy, quá đẹp luôn. Chị Trần Thúy hôm nay mình có là người may mắn mua áo 18k không chị nhở? Nếu mà mình hôm nay chị may mắn thì em sẽ chốt, còn không may mắn thì chị đợi những livestream sau của em chị nhá. Có sơ mi công sở không em có, chị cảm anh Anna nhá. Xem lại những livestream chị vào cái shop dáng mi shop.com.vn cho em nhá, để xem những cái sản phẩm của em mà cập nhật liên tục đúng không ạ? Chân váy của em thì chân váy của em có hai loại, một cái loại là chân váy 2 tầng nhẹ 170 và có quần bên trong, và chân váy ôm của em là 160, chân váy ôm 160 chất liệu umi được chưa ạ? Chị nào thích mua chân váy thì comment cho em chân váy kèm số điện thoại cho em nhá. Cứ H6 kèm số điện thoại cho em này, em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng không có mã H6 và mà để nó số điện thoại không đúng không ạ? Ok này. Vải co giãn và có đủ size, chính là có giãn và có đủ size. Áo 160, áo Gucci 160. Em bán giá 160.000 này là bao giá toàn Facebook luôn các chị nhá. Không có nhà nào bán rẻ hơn nhà em luôn đấy. Em khẳng định một câu chắc nịch 100% luôn các chị nhá. Áo giá 160 chị Nguyễn Hường nhá, 160 chị ạ. 160 này, áo màu rêu, màu cam đất này, màu đen này, màu đỏ đô, màu da, màu vàng được chưa? Em chuẩn bị kết thúc cái livestream này bây giờ đấy ạ. Chị Hoa siêu, chị Hiếu siêu lì bảo chán vãi thứ như thế nào của chị có thể comment lại để em trả lời câu hỏi cho mình được không ạ? Chị Mai Bình ơi, áo bên em là 160, H6 160 nhá. Chốt là chị chưa, chị Yến Nhi chốt chị phía trên rồi nhá. Chị Trang Phạm với chị Mai Bình bây giờ vào đúng không ạ? Áo Gucci của em là một chiếc là 160.000, một cặp là 150.000. Các chị mua hai chiếc nữa chị mua là 150 nữa chị nhá. Chân mày là màu đen rồi thì sao mà sợ béo chị Lan Nhi. Rồi cứ hát 6 kèm số điện thoại cho em để kết thúc cái livestream này nha, em có rất nhiều việc. Chị chốt đơn cho mình đi chị Dương Thu rồi. Còn chị nào muốn chốt là không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Bao nhiêu chân váy 170 có size thì nhá, chân váy 170 có size. Cho em xem màu đen đi, đây màu đen đây chị ơi, màu đen đi ạ. Áo chị mang bao nhiêu? 160.000. Đang mặc trên người em là màu cam đất chị nhá. Cam đây là cam đất, đây là màu đen, đây là rêu đây. Còn đây nữa, vàng da với màu đỏ đô. Đây màu đen sẽ như thế này. Màu đen thì các chị có thể kết hợp với cái chân váy màu sáng màu cho em nhá. Áo 160 chị Hà Trinh này, áo 160 chị Phương Trần Trần, áo 160 nhá. Chị bé bé lấy xét nha em rồi, còn chị làm một chốt thì cho luôn em kết thúc livestream này chị nhá. H6 em xin nhắc lại là H6 của em có giá bán là 160.000 một áo nhá. Đang sale kịch sàn áo Gucci là còn 160.000 một áo thôi. Khi các chị mua một cặp của bên em là chỉ còn 300.000 một cặp thôi. Chỉ còn 300.000 một cặp thôi ạ. Xếp cho em áo trên màu đỏ đô đúng không ạ? Chị Ngọc Bảo Hà cho em xin H6 kèm số điện thoại của mình luôn nhá. Chị Nhung Lê. Chị Nhung Lê ơi, chị có thể comment lại cho em là H6 không ạ? Chị comment có mỗi là màu cam đất với cả màu đen size M nữa để số điện thoại, nhưng mà không có mã thì bên em sẽ bỏ qua hàng của mình nha chị Nhung Lê nhá. Chị comment lại cho em là H6 kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Yến Nhi 62kg mặc size XL cho em nhá. Có màu trắng chị Hà Thanh nhá. Có màu 6 để lại, màu trắng để lại cho em H6 kèm số điện thoại. Em kết thúc cái livestream ngày ngay bây giờ đấy ạ. Ok chị Dương Thu, khi nào bên em còn một lần gọi điện cho hàng các chị nữa nên các chị đừng lo được chưa ạ? Chị Đào Hạnh ơi, tất cả hôm nay những chị đã để là H6 thì em không đọc tên được, tại vì là comment nó quá nhiều và nó bị trôi, em sẽ không để được ấy được đúng không ạ? Thì chị cứ đợi bên em nhé, bên em sẽ gọi điện cho hàng chị sau đúng không ạ? Chị đã để H6 rồi thì bên em sẽ liên hệ với chị để giao hàng nhé chị nhá. Chị Hải Yến này size L nhé, ok chị rồi, còn chị làm muốn chốt thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Để em kết thúc cái livestream này nhá, vì hiện tại em còn đang rất là nhiều việc. Còn chị làm chốt cho luôn cho em đúng không ạ? Đây là cam đất này, màu rêu, màu đen này. Rồi cứ H6 kèm số điện thoại 160, ok chị Hoa Vương để comment rất đúng cú pháp đúng không ạ? Chị Liên Phương 65kg mà size XL cho em, chị Tuyết đi đúng không ạ? Chị Tuyết Di bao nhiêu một áo? Một chiếc là 160.000, một cặp của em là 300.000 nhá. Chị Bảo Hà lấy màu da cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ?
Chị Thùy Chu Thị ơi, chị comment lại cho em, chị bảo cho chị một căn đất số điện thoại và 50kg không có mã H6 em sẽ bỏ qua ăn hàng của mình chị nhá. Nên là phải có mã H6 và có số điện thoại bên mới lên ăn hàng đúng không ạ? Rồi, mã H6 kèm số điện thoại bên mới lên ăn hàng được. Tại vì bên em thường khi là bọn em lọc đơn hàng ý, bọn em thường lọc là cái mã H6, một loạt H6 sẽ ra ngay một loạt ngay tức đúng không ạ? Và các chị chỉ comment có mua số điện thoại không thì sẽ bị cho ăn hàng và sẽ mất ăn hàng chị nhá. Chị Trung Lê rồi, chị kêu lên lưu H6 màu cam đất cho em xin H6 kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Rồi chốt luôn cho em để em kết thúc cái livestream này và em nghỉ đúng không ạ? Vì thời gian cũng livestream cũng khá lâu, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Nên còn chị là hay là bây giờ thế này nhá, còn chị nào mà chưa kịp comment H6 ấy thì các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của sắc dáng Bim em đúng không ạ? Chân váy giá 170.000 nhá, chân váy có quần bên trong đây, chân váy có quần và kèm size có size nhá. Đang mặc chân váy em là màu CS thì nhá. Ok chị Đào Hạnh này. Rồi bây giờ thì còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này nhá. Chị kêu Ly Loan đúng không ạ? Chị Kiều Loan lưu cho em xin, chị lấy H6 màu cam cho em xin số điện thoại luôn đúng không ạ? Chị Thùy Chu Thị rồi H6 comment rất đầy đủ đúng không ạ? Rồi. Bao nhiêu tiền? 160.000 chị Vũ Tuyết nhá, một chiếc 160, một cặp của em là 300.000 một cặp chị nhá. Chị Vũ Tuyết 160, một chiếc 160, một cặp là 300.000 này. Chị Nguyễn lưu cho em chị gì đấy? Ok, chị Kim Loan lưu đúng không ạ? Rồi em sẽ kết thúc cái livestream ngay bây giờ. Các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger cho em nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép này kết thúc cái livestream này nhá. Và hẹn gặp tất cả các chị trong những livestream tiếp theo của em đúng không ạ?